Chào anh em, chào mừng anh em trở lại channel YouTube của Thiều Tài Soccer. Và hôm nay sẽ có một người bạn đồng hành với Thi. Đó là... Hello mọi người, mình là Duy Trung nha mọi người. Dạ, thế Duy Trung có biết cách nào để sút bóng cực mạnh không nhỉ? Cái đấy thì em chưa biết anh ạ. Chưa biết sút bóng cực mạnh. Sút bóng cực mạnh là một cái kỹ thuật rất là quan trọng để hạ gục thủ môn. Thì hôm nay Thi cùng với Duy Trung sẽ giải đáp cho anh em biết những cái thắc mắc căn bản nhất để đưa ra một cú sút cực mạnh nha. Rồi, thế Duy Trung đã biết qua 5 bước cơ bản khi sút bóng chưa? Em biết rồi nhưng mà em không biết còn nhớ hay không. Dạ. Yeah. Bước 1 là chạy đà anh ạ. Bước 2 là đá chân trụ. Đúng rồi. Bước 3 là vung chân lăng. Dạ, yeah, đúng. Bước 4 là cái điểm tiếp xúc của chân. Chân là mu chân. Tiếp xúc chân, trên điểm tiếp xúc sẽ có hai cái, trên chân và trên bóng. Thì cái điểm tiếp xúc nó sẽ ảnh hưởng đến cú sút của mình. Và cái cuối cùng. Cái cuối cùng là bẻ của chân đúng không anh? Gọi là khóa cổ chân. Khóa cổ chân thì nó lại làm sao cái bước này? Bước này là mình vung chân. Đó, 5 bước cơ bản là tất cả những động tác như chuyền, sút hay là sút xoáy, chivela, rabona, tất cả mọi thứ đều phải tuân theo cái 5 bước cơ bản này. Rồi, xong rồi mới tới là khóa cổ chân. Thì chúng ta sẽ bàn kỹ hơn về cái khóa cổ chân sau. Thì cái tầm quan trọng của 5 bước cơ bản này ở đâu? Thì nếu mà em thấy nha, nếu như mà em lấy đà gần quá, em sút có căng không? Không. Chắc chắn là bước đà phải là quan trọng. Mình lấy đà càng xa thì lực sút sẽ càng mạnh. Em thường xuyên lấy đà 5 bước này ạ. Dạ, 5 bước là cái cơ bản. Có nhiều người lấy đà dài hơn hoặc có người ít hơn. Nhưng mà trong để có một cú sút mạnh thì chắc chắn là bước đà càng dài thì sút càng mạnh đúng không nào? Còn nhiều yếu tố nữa, dù như yếu tố như anh em cứ nghĩ là nếu như đặt chân trụ không vững thì cũng sẽ ảnh hưởng đến cú sút đúng không? Kiểu mình đặt lệch như này mình sẽ sút lệch rồi. Hoặc là chân ai hoặc là cái sàn hoặc là sân mà nó trượt trơn thì mình đặt chân trụ mình té luôn, mình chưa kịp sút đã té rồi. Đây, như kiểu của em là chưa kịp. Ok, đó cũng là cái quan trọng thứ hai của vấn đề đặt chân trụ. Và cái thứ ba là mình vung chân đà, đúng không? Nếu mà mình vung chân mà mình đi rồi mình để chân đây sát đây mình đá lên cái thì bóng đi rất nhẹ. Nhưng mà nếu mà mình vung chân xa thật xa tiếp xúc vào bóng thì nó càng mạnh thì sẽ càng mạnh đúng không nào? Rồi, ok. Rồi, nếu mà cái điểm tiếp xúc trên chân và trên bóng thì em thấy điểm tiếp xúc nào là sẽ mạnh nhất? Em thấy ở mu chân anh ạ. Dạ, mu bàn chân là điểm cứng nhất trên chân. Vậy nếu mà tiếp xúc bằng lòng má ngoài thì sao? Nó sẽ yếu hơn. Yếu hơn nhưng mà nó sẽ tạo một độ cong anh ạ. Tính ví dụ như em muốn đá xoáy cầu vòng giống như Quang Hải nọ thì em sẽ đá bằng lòng. Đúng không? Còn muốn đá kiểu Quaresma, Chivela gì đó là phải xài má ngoài. Rồi có những kỹ thuật như trong futsal thường hay xài thì chích mũi. Thì cái điểm tiếp xúc là liên quan đến vấn đề là kỹ thuật sút đó tên gì đúng không? Rồi nhưng mà cũng quan trọng nhé. Nếu mà tiếp xúc trên bóng nữa, nếu mà trên mình sút hụt thì coi như là một cú sút hỏng hoàn toàn rồi. Còn nếu mà sút mà trúng mà mấy ngoài, mấy trong quả bóng hay ở dưới quả bóng thì là nhiều khi bóng lại ví dụ sút dưới cùng quả bóng thì bóng sẽ bay cao lên rớt xuống thì cái đó không phải là cú sút mạnh. Đấy là kiểu chuyền anh ạ. Đúng rồi, nó chỉ là chuyền dài, chính xác. Ok. Rồi chị mình vung chân làm để mình điều hướng được cái quả bóng. Nó tầm quan trọng của 5 bước cơ bản. Nếu mà không tuân được theo 5 bước đó thì mình sẽ không nghĩ được cái vấn đề tiếp theo. Rồi, thế em nghĩ như thế nào, khóa cổ chân là như thế nào? Khóa cổ chân em nghĩ là phải cứng cái cổ chân khi mình lúc mình sút đi ạ. Dạ. Em thấy nó quan trọng không? Em thấy khá quan trọng. Dạ. Em nghĩ đấy là cái quan trọng nhất đấy ạ. Dạ, tức là sau cái nước 5 bước cơ bản rồi thì cái khóa cổ chân là cái quyết định của cú sút có mạnh hay không. Rồi, thế em thử khóa cổ chân thử không? Nếu em nghĩ khóa cổ chân là như cái này em chưa biết đây. Rồi, khóa cổ chân là mình duỗi thẳng ra chân ra như thế này nha. Rồi mình sẽ nhờ một người đó kéo chân lên hoặc bẻ chân xuống. Ok, giờ thử với Trung nha. Trung duỗi chân lên nè. Ok, giờ anh sẽ dùng lực anh kéo mũi chân em lên, em giữ cổ chân cứng lại để cho anh không kháng lại cái lực đó nha. Ok. Đây, Trung khóa cổ chân rất tốt này. Rồi, bây giờ cũng như vậy luôn, anh sẽ kéo ngược xuống. Rồi. Đây, đấy. Trung có cách khóa cổ chân rất tốt, có nghĩa là Trung sẽ có những cú sút tốt nếu mà khóa cổ chân tốt. Và khóa cổ chân anh nói chia sẻ thêm là cực kỳ quan trọng trong tất cả mọi cú sút, ngay cả chuyền bóng, chuyền dài, khóa cổ chân cực kỳ quan trọng. Không chỉ ở sút là quan trọng nhất đi, nhưng mà dường như Trung đặt lòng truyền cho mọi người thì cũng phải khóa cổ chân. Rồi Trung truyền dài cho một người đồng đội ở phía xa thì cũng phải khóa cổ chân. Thậm chí như Trung mà đang chạy cổ chân phải chắc nữa. Nếu mà đang chạy cổ chân không chắc có thể mình bị lật, mình té, lật sơ mi thì ảnh hưởng chấn thương. Rồi một cái quan trọng nữa, khi mà Duy Trung tiếp xúc vào bóng chắc chắn cổ chân phải khóa, nếu như không khóa sẽ ảnh hưởng chấn thương.
Thường mà nếu mà một đường chuyền đồng đội mà chuyền bóng ngược về, mình lao lên mình xuống, cổ chân mình không khóa lại, nó sẽ dẫn đến lật, lật, đúng rồi, nó sẽ làm ảnh hưởng chấn thương. Vậy tầm quan trọng của khóa chân là ngoài cái vấn đề là cho ta một cú sức mạnh thì nó cũng là để cho mình tránh chấn thương khi chơi một bóng đá. Rồi còn nếu mà để tập luyện khóa cổ chân thế nào thì Trung có cách nào để tập luyện không? Hôm nay em đã nhờ anh để này dạy cho em rồi anh. Ok, đó là sẽ là một cái video clip khác sẽ dành cho anh em. Còn trong video clip này mình chỉ phân tích là tầm quan trọng của năm bước cơ bản để cho một cú sức mạnh và một cái cách khóa cổ chân làm sao để đạt một cái tốt hơn dành cho anh em. Thì mình chỉ đề cập đến tầm quan trọng thôi. Còn về tập khóa cổ chân như thế nào mình sẽ làm một video clip khác dành cho anh em. Ngoài việc tuân thủ năm cái động tác cơ bản để có một cú sút tốt và khóa cổ chân tốt thì còn yếu tố nào làm cho mình sút tốt hơn không? Thì em nghĩ sẽ phải là luyện tập thường xuyên này ạ. Yeah. Mỗi ngày mình sẽ phải đặt ra mục tiêu cho mình là sút từ trái, là sút từ giữa sân thì vào khung phải 10 phát. Yeah. Sút 10 lần thì phải vào 100 phát đấy ạ. Đúng rồi. Tập luyện thường xuyên là một cái tốt nhất để mình có thể phát triển kỹ năng sút của mình. Nhưng mà Trung phải biết là nếu như mà kỹ năng cơ bản của mình sút tốt rồi, xong rồi khóa cổ chân mình tốt rồi thì để tối ưu hóa của cái lực sút của mình là cơ. Tức là chúng ta sẽ phải tập đúng rồi, bắp chuối này, rồi bắp đùi này, cơ bụng này, những cái cơ đó sẽ cũng là giúp cho chúng ta có thể sức mạnh hơn. Nhưng đi tập gym. Đúng rồi, tập gym, nhưng mà anh em phải ổn định về kỹ thuật cơ bản trước, sau đó mới có thể tiến đến cái vấn đề tập gym để build cơ bắp mình to hơn thì mình sẽ chắc chắn là sút tốt hơn rồi đó, đúng không nào? À mà anh ơi, anh nghĩ phải trên 16 tuổi em mới nên tập gym cho mọi người nhá. Yeah. Trên 16 tuổi mới nên tập gym. Yeah. Nhưng mình vẫn chưa nên tập gym đâu mọi người. Dạ, đúng rồi. Ở tuổi nhỏ em ổn định kỹ thuật cơ bản trước. Đã. Rồi, khi mà lớn hơn tí nữa rồi mình có thể nâng cấp cái trình độ sút mình bằng cách là đi tập gym fitness. Đã. Để cho cơ nó to hơn. Rồi, bây giờ là sẽ tới thử thách của Thi với Duy Trung. Thì anh em có thể xem trên channel của Duy Trung nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.